Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 25 cái token CHTS. Thì dự án này thì nó sẽ phân phối cho 3.000 người ngẫu nhiên giành chiến thắng nhé. Thì top 200 người sẽ giành được 125 cái token CHTS này. Và để tham gia vào dự án thì mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo bấm chọn Start để bắt đầu. Rồi sau đó thì mọi người sẽ làm các nhiệm vụ. Đầu tiên là follow Twitter. Chọn theo dõi này. Rồi sau đó quay trở lại. Rồi vào Discord. Rồi chọn join Discord. Chọn chấp nhận lời mời. Sau đó thì mọi người sẽ bấm vào một trong những cái này nhé. Rồi, mọi người sẽ nhập cái hình captcha, hình tia chớp này. Ok, quay trở lại. Tiếp theo thì sẽ join vào kênh YouTube. Rồi, mọi người chọn đăng ký. Rồi, sau đó mọi người sẽ quay trở lại bot. Join vào kênh liên kết của nó này. Thì đây thì mọi người sẽ chọn theo dõi nhé. Tiếp theo quay trở lại bot, retweet lại bài đăng ở trong kênh liên kết. Rồi mọi người sẽ chọn like. Sau đó chọn trích dẫn. Thì ở đây mọi người tag cái tên của nó vào. Rồi sau đó chọn tweet lại. Ok, quay trở lại này. Rồi join tiếp vào kênh YouTube của kênh liên kết của nó này. Thì mọi người sẽ bấm chọn đăng ký kênh nhé. Và sau đó quay trở lại. Join tiếp vào group. Và chọn join cho mình. Rồi sau đó quay trở lại. Bấm chọn check. Rồi sau đó chọn join airdrop. Rồi sau đó chọn submit. Rồi chọn don này. Và nhập profiling của Twitter. Rồi nhập vào. Tiếp tục nhập username của Discord. Rồi tiếp theo sẽ nhập địa chỉ ví BSC. Mọi người lấy ở trên VChat và MetaMask cho mình. Ở đây mình đã lưu sẵn ở trong bộ nhớ tạm rồi thì mình sẽ tìm trong bộ nhớ tạm. Rồi. Tiếp tục mọi người chọn don cho mình này. Và nhập cái đường link retweet ở trong bài đăng liên kết nhé. Mọi người sẽ trở lại Twitter cho mình. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ bấm vào mục chia sẻ này. Sau đó chọn sao chép liên kết. Đúng không? Đúng rồi. Quay trở lại và dán. Rồi sau đó thì mọi người sẽ bấm vào chữ lát video này cho mình. Ở đây có hai kênh YouTube thì mọi người sẽ đăng ký cả hai cho mình nhé. Và bấm vào chữ lát video này. Rồi sẽ chọn like này và chia sẻ lên Twitter. Ok, sau đó quay trở về trang chính của YouTube. Mọi người sẽ bấm vào ảnh đại diện. Chọn kênh của bạn. Rồi ở đây thì mọi người sẽ sao chép cái đường dẫn đến kênh nhé. Ok, quay trở lại và dán. Rồi, sau đó chọn balance này. Rồi chọn withdraw này. Rồi dự án này thì nó sẽ bắt đầu phân phối vào ngày 24 tháng 2 nhé. Và như vậy là mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.